nói gì về mình? Anh hai anh có vợ nhỏ. Trời đất ơi, anh hai anh già vậy mà còn sanh tật á? Thì già mới sanh tật, chứ mấy người trẻ thì sao? Chứ hồi đó ông cũng còn trẻ vậy. Chuyện đã 20 mấy năm rồi mà bà còn nhắc lại làm gì? Không nhắc thì ông cũng nhớ hả? Đó, với những cà rá đó, khắc hai chữ HL. HL là tên của ai? Có phải Hương Lan? Hương Lan không? Rồi bây giờ bà muốn tôi dục bỏ chiếc cà rá này hay sao? Nhưng nếu tôi có dục bỏ chiếc cà rá này thì vẫn còn cả trăm cả ngàn chiếc cà rá khắc trong lòng tôi đó bà. Ôi, ai không biết mà ông quảng cáo. Ông làm sao quên được mẹ con nó? Chỉ có mẹ con tôi nè. Ông muốn quên hồi nào là ông quên à? Bà đừng có nói cái giọng móc họng đó nghe không? Con nào cũng là con của tôi, cũng là dòng máu của tôi hết à. Chắc không đó. Con Lan nó cũng quá trời nó mới đụng ông đó. Trước đó nó lấy ai á, tôi biết hết không à. Cô giáo. Cái ngữ đó mà cô giáo. Con gái thì đặt tên Trường An, con trai thì Long Hồ. Chữ nghĩa giỏi quá mà. Đặt tên để làm kỷ niệm mà. Thì con của tôi thì tôi đặt tên chứ không phải ai đâu. Mà đừng có nói cái giọng móc họng đó à. Nhưng mà cái ngữ đó để con gái lớn lên đó thì làm đĩ, còn con trai thì ăn cướp hả? Thôi bà hãy nên đi, chứ đừng làm tôi nói gió thêm. Chuyện có thì nói chứ nổi gió cái gì. Vợ chồng già mà bà chưa để cho tôi yên. Chuyện đã 20 năm cũ mà bà vui lại như mới nguyên. Già cũ mà vẫn còn ghen. Tôi á thì tôi không có ghen á, mà là tôi giận. Cũng tại mẹ con của con Lan mà mẹ con tôi lận đận. Thế ông còn đeo cái cà rá ấy là tôi còn nỗi khổ. Giá thịt cá có thừa, còn con chỉ ăn con là tương châu. Bà bắt lỗi tôi thì bà phải nhớ tới lỗi của bà. Tại sao tôi bỏ nhà đổi xuống Long Hồ để xa tỉnh Mỹ Tho? Đàn ông nào có vợ bé cũng đổ thừa là lỗi tại vợ lớn hết á. Phải rồi đó, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái nó nghe hết đi. Thế mỗi lần tôi nói động tới nó là ông nhắc chuyện cũ hả? Ông là đàn ông mà ông hẹp hòi lắm. Bà khóc làm gì? Thế mỗi lần có chuyện buồn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi nè, tôi đã khóc suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần tôi thấy bông ô môi mới điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quết bánh phòng rộn rã đón xuân sang. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy nhà chợ Trường An. Là mỗi lần tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lừa. Nhớ tới bóng dáng người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời khỏi Long. Còn hay đã chết
Bởi vậy đêm đêm tôi nằm trằn trọc một mình đối diện với lương tâm. Phải đâu khi xuồng vừa tách bên sông là tôi đã chấm dứt tình thâm phụ tư. Không nhắc thì thôi, nhắc làm tôi khổ lắm ông à. Hồi ông trai mê nó, vì quá nghèo quá khổ, tôi xuống đó mấy lần. Thiệt tình là tôi tới xin ông chút định để nuôi con. Vậy mà ông đối xử với tôi một cách lạnh lùng, mặc những tiếng bâng quơ, những lời trong trai. Có nhiều khi tôi tự ái, tôi muốn đánh con Lan một trận cho hạ lòng. Nhưng mà tôi kịp nghỉ, ghen làm sao tôi á, mà tôi vẫn nghĩ tới ông. Ông làm cho con Lan nó được mời, nó khinh khi người vợ lớn. Ông à, trân châu thì phải cái mương, làm trai hai vợ sao ông thương không đồng. Chim quyên còn ăn trái vàng, lòng lìa thía quen châu sao vợ chồng ông. Đi nhắc lại hoài. Ông cứ nhắc tình thâm phụ tử. Hồi ông có bà nhỏ, bộ thằng Nhân với con Nghĩa sướng lắm sao? Sướng thì thằng Hiếu nó đâu có chết. Nhưng mà hiện giờ tôi ở cạnh tụi nó cho đến ngày tôi nhắm mắt đây nè. Chỉ tội cho hai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào. Sống có được ấm no, chết có yên mồ mà. Trong khi ba của nó thì lên xe xuống ngựa, một cũng ông cò, hai cũng ông cò. Ôi ông cò là người cầm cân nảy mực, nhưng đối với các con tôi thì lại có sự bất công. Quận này tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, nhưng mà trong lòng tôi thì không hề có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi cứ bạc thêm nhiều, vì tuổi mới 50 mà ngổn ngang trăm sự trăm chiều. Ai biểu ông đẹo bồng chi? Khổ quá mà. Không lẽ mỗi lần mà bắt lỗi tôi thì tôi phải đi xin lỗi với bà? Có ai trong hoàn cảnh của tôi nè thì người ta mới hiểu được tôi. Ông khổ một á, chứ tôi khổ 10 lần ông à. Bà khổ 10 là sao? Bà khổ vì tôi bỏ bê gia đình của bà thiếu thốn ha. Chứ còn trong suốt 8 năm với má con An đó, nay bà lớn ghen chút, mai cái bà nhỏ ghen chút, nay cái bà lớn hấy, mai cái bà nhỏ ngút. Thiệt là trên đe dưới búa mà không có sướng ít gì hết trơn đó bà. Ai biểu ông tạo ra chi? Còn về với bà hơn 20 năm ha, bà ghen đủ 7.200 lần. Cái gì? Cái gì? Ông thù quán gì với tôi mà ông tính kỹ dữ vậy? Không phải hả? Không phải hay sao? Ghen sao mà ghen tới 7.200 lần? Mà không phải hay sao? Một năm là 12 tháng, 20 năm là 240 tháng, mỗi tháng là 30 ngày. Vậy 240 tháng không phải là 7.200 ngày sao? Mỗi ngày bà ghen một lần, vậy không phải đúng là 7.200 lần sao? Ghen gì mà ghen muộn, ghen màng, ghen nguội, ghen lạnh. Tôi ăn bánh bông lan, bà cũng nói ăn để nhớ người xưa. Tôi mua cái lẳng phong lan tôi treo cho nó đẹp, thì bà cũng nói treo à, để nhớ người xưa.
thiệt mà. Hễ tôi nói cái gì có tiếng Lan trong đó là tôi sượng à bà. Khổ quá mà. Bà ghen thét rồi tôi muốn đâm đầu tôi vô. Vô đâu? Vô đâu? Vô bà thứ ba nữa cho coi. Thứ bà còn ghen với má con An không chờ biết. Làm đi. Đố con nào dám. Con nào ba đầu sáu tay nhạo với ông thử coi. Nói tới lòng mình mình cái thứ giật chồng người ta à. Trời ơi, ông mà còn mình nói hoài thì tôi tự giận tôi chết chồng coi nè. Dạo đâu bà kiếm gì? Tôi kiếm con dao. Chết dao chị nó bậy nhạy lắm. Súng nè, muốn gì làm đi. Ông giết tôi đi, ông bắn tôi đi. Bà đứng thẳng nha, tôi bắn vô bàn tay bạn gái cho bà biết tôi. Một hai mình quỷ hả, làm ta muốn đứt tim à. Bà đòi tự giận lần này nữa là 7200 lần rồi nha. Biết rồi, thôi vô nấu cơm đi rồi mai mốt ghen tiếp ha. Cái ông này sao cứ phá tôi hoài vậy. Thôi để tôi vô tôi nấu cơm.